Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần rồi cô chú anh chị ơi. Đây, kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang của shop em tiếp tục lên clip và giới thiệu đến cô chú anh chị lô bông trang hồng phấn một cốt, gốc rất là to, rất là đẹp luôn. Dạ, cái cốt nè cô chú. Cô chú xem cái cốt tàn rất là đều, rất là đẹp. Gốc này à, trên dưới 2 năm mấy rồi cô chú anh chị ơi. Dạ, anh đang cho bông. Bông cốt. Cây đang có hoa, cô chú anh chị xem là hoa nè. Hoa quá hoa luôn. Để cô chú anh chị xem cái cốt. Gốc cái rễ ảnh lòi lên luôn. Wow. Rễ này mình về mình làm bonsai là tuyệt vời. Gốc này cũng rất là tuyệt vời luôn cô chú. Gốc này to lắm mà. Gốc này quá tuyệt vời. Gốc này là cả ngón chân cái. Rất đẹp. Cô chú anh chị mua cây bông trang hồng phấn gốc bonsai này thì cô chú anh chị liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911 643 600 hoặc là cô chú kết bạn Zalo ạ. Để cô chú em chụp cây qua cho cô chú ạ. Rồi, bye bye cô chú.